Kính chào quý vị và các đồng chí. Chuyên mục An ninh Quảng Bình hôm nay có những nội dung chính sau: phần tin hoạt động của các lực lượng công an trong tỉnh, phóng sự Quảng Bình sẵn sàng cho công tác bảo vệ bầu cử. Sau đây là nội dung chi tiết. Vừa qua, Đảng ủy Công an tỉnh tổ chức đối thoại giữa Đảng ủy lãnh đạo Công an tỉnh với đoàn viên thanh niên trong lực lượng. Dự và chủ trì có Thiếu tướng Từ Hồng Sơn, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh. Với hơn 15 câu hỏi được đoàn viên thanh niên mạnh dạn đề xuất với lãnh đạo công an tỉnh tại buổi đối thoại, đó là những câu hỏi liên quan đến công tác đào tạo, nâng cao trình độ và quy hoạch cán bộ đối với các đoàn viên thanh niên, định hướng lối sống, cách tiếp cận cho thanh niên trước sự phát triển nhanh chóng của công nghệ thông tin, những chính sách khuyến khích để lực lượng đoàn viên thanh niên tham gia công tác tại vùng sâu vùng xa trên địa bàn tỉnh. Những băn khoăn trăn trở nguyện vọng của đoàn viên thanh niên đã được các đồng chí đảng ủy lãnh đạo công an tỉnh giải đáp và định hướng giải quyết thỏa đáng, góp phần định hướng tư tưởng, ý chí phấn đấu cho thế hệ trẻ và từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đoàn trong lực lượng công an. Tại buổi đối thoại, Thiếu tướng Từ Hồng Sơn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã yêu cầu lực lượng đoàn viên thanh niên Công an tỉnh phải nhiệt huyết khi đảm nhận nhiệm vụ chuyên môn, không ngừng nâng cao trình độ nghiệp vụ, pháp luật, chính trị, xứng đáng là lực lượng xung kích, đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Công an tỉnh Quảng Bình vừa tổ chức hội nghị phổ biến luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Đại diện Ban Chỉ huy Công an các đơn vị địa phương, các đồng chí là đội trưởng, đội phó của các đơn vị công an đã tham dự. Tại hội nghị, đồng chí Trần Văn Lê, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, thông báo về quy định tiêu chuẩn người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, phổ biến một số quy định chung về nguyên tắc bầu cử, trong đó tập trung những điểm như tuổi bầu cử, ứng cử, tiêu chuẩn người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân, quyền bầu cử của công dân, trách nhiệm của cử tri trong quá trình bầu cử, nội dung tiếp xúc cử tri, chương trình hành động, nguyên tắc và trình tự bỏ phiếu, việc kiểm phiếu, xử lý vi phạm pháp luật về bầu cử, công bố kết quả trúng cử và một số quy định khác của luật bầu cử. Những thông tin được cung cấp tại hội nghị sẽ giúp những cử tri của lực lượng công an tỉnh nắm chắc ý nghĩa, tầm quan trọng của việc đi bầu cử, qua đó giúp cho cán bộ chiến sĩ với tư cách là cử tri nắm vững quyền và nghĩa vụ công dân trong bầu cử, ứng cử, nắm vững tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp để lựa chọn, bầu ra những đại biểu đủ phẩm chất, năng lực, đủ tiêu chuẩn, xứng đáng vào Quốc hội, Hội đồng Nhân dân các cấp. Tại tỉnh Quảng Bình, cùng với cấp ủy chính quyền các cấp trên địa bàn hỗ trợ giúp đỡ nhân dân trước khó khăn do hiện tượng hải sản chết bất thường, Công an huyện Lệ Thủy đã tổ chức vận động cán bộ chiến sĩ đóng góp một phần lương để kịp thời mua gạo hỗ trợ cho bà con ngư dân ba xã biển. Tại trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Ngư Thủy Bắc, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, rất đông bà con ngư dân đến từ sáng sớm để nhận những phần quà mà chiến sĩ Công an huyện Lệ Thủy mang về tặng cho bà con. Qua vận động quyên góp kêu gọi các nhà hảo tâm cùng với việc trích một ngày lương, Công an huyện Lệ Thủy đã hỗ trợ 6,5 tấn gạo để hỗ trợ cho bà con ba xã biển. Có thể nói, việc kịp thời động viên bà con ngư dân của lực lượng Công an huyện Lệ Thủy trong thời điểm hiện nay là hết sức ý nghĩa. Qua đó, đẩy mạnh công tác nắm tình hình tư tưởng, đời sống của nhân dân, vận động nhân dân các địa phương tiếp tục hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau để vượt qua khó khăn, không hoang mang, lo lắng và tránh bị kẻ xấu kích động, xúi giục, có những hành động trái pháp luật, làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Tiếp tục thi đua lập thành tích, chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Vừa qua, Công an huyện Bố Trạch đã phát hiện bắt quả tang một nhóm đối tượng đang tổ chức đánh bạc. Các đối tượng gồm Lê Thị Duyên, Trần Văn Bắc, Mai Văn Hải và Lê Ngọc Cừ đều ở thôn Cù Lạc, xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch. Số tiền thu giữ tại chiếu bạc là 550.000 đồng. Qua kiểm tra trong người của các đối tượng, Công an huyện Bố Trạch thu giữ được thêm số tiền là 17 triệu 900 ngàn đồng, trong đó số tiền của Lê Thị Duyên là 8 triệu 200 ngàn đồng, Trần Văn Bắc là 5 triệu 500, Mai Văn Hải 2 triệu 900 ngàn đồng, Lê Ngọc Cừ 1 triệu 300 ngàn đồng và thu giữ nhiều tang vật có liên quan khác. Được biết, các đối tượng này đã nhiều lần tổ chức đánh bài ăn tiền, mặc dù đã được lực lượng an ninh cơ sở kiểm tra, nhắc nhở, nhưng các đối tượng này vẫn ngang nhiên hoạt động. Vụ việc trên đã được Công an huyện Bố Trạch tiếp tục điều tra làm rõ. Thưa quý vị, thưa các đồng chí, chỉ còn ít ngày nữa, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 sẽ diễn ra. Trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, công tác bảo vệ bầu cử đã được các lực lượng công an khẩn trương triển khai với quyết tâm cao nhất.
Cho đến thời điểm này, công an các đơn vị địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đã triển khai kế hoạch ra quân tấn công, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, bảo vệ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Thời gian qua, ngoài việc tăng cường lực lượng về địa bàn cơ sở để nắm tình hình, tham mưu cho cấp ủy đảng chính quyền các cấp làm tốt công việc chuẩn bị cho cuộc bầu cử như chuẩn bị nhân sự, ứng cử vào đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp, bảo vệ tuyệt đối an toàn các hội nghị hiệp thương, các cuộc tiếp xúc cử tri v.v. Các lực lượng công an Quảng Bình còn chủ động phối hợp giải quyết kịp thời các vấn đề phức tạp nảy sinh ở cơ sở, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm trên địa bàn. Với khí thế thi đua lập thành tích, chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp, trong hơn một tháng qua, các lực lượng công an Quảng Bình đã điều tra, kết luận làm rõ 45 trên 57 vụ phạm pháp hình sự, lập hồ sơ xử lý 74 đối tượng. Điển hình gần đây nhất là điều tra làm rõ vụ đặt mình tự tạo đe dọa giết người, vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, phá chuyên án đánh bạc bằng hình thức đá gà. Vụ tạm giữ hai đối tượng Trương Minh Tam sinh năm 1970 tại xã Bắc Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam và đối tượng Chu Mạnh Sơn sinh năm 1989 tại Yên Thành, Nghệ An có hành vi thu thập thông tin, hình ảnh để phát tán trên mạng Internet nhằm kích động người dân. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 41 vụ, 66 bị can, đề nghị Viện Kiểm sát các cấp truy tố 47 vụ, 82 bị can, truy bắt 8 đối tượng có lệnh truy nã. Qua công tác tuần tra đảm bảo trật tự công cộng, trật tự đô thị, phát hiện xử lý 2.417 trường hợp vi phạm, vận động thu hồi nhiều hung khí, vũ khí nguy hiểm, góp phần đảm bảo tốt an ninh trật tự trên địa bàn. Từ nay cho đến ngày diễn ra bầu cử, Công an Quảng Bình tiếp tục tăng cường lực lượng, đảm bảo an ninh trật tự tại các điểm diễn ra bầu cử, nơi niêm yết danh sách cử tri, hòm phiếu và nơi kiểm phiếu không để xảy ra các vụ việc phức tạp. Đồng thời, tiến hành rà soát, nắm chắc tình hình, kịp thời đấu tranh ngăn chặn hoạt động của các đối tượng, tuyên truyền, phát tán các tài liệu có nội dung xấu nhằm xuyên tạc, kích động tư tưởng của nhân dân. Sắp đến cái cuộc bầu cử là một cái việc lớn của đất nước, một cương vị một người dân, chúng ta làm thế nào tin tưởng vào Đảng, tin tưởng vào đường lối, chủ trương chính sách và cũng rất bình tĩnh, không nghe kẻ xấu xúi giục để mà tiến tới cái cuộc bầu cử cho nó tốt đẹp. Bên cạnh đó, các lực lượng cảnh sát và công an huyện, thành phố, thị xã đã tập trung đấu tranh với các loại đối tượng hình sự, kinh tế, ma túy, khẩn trương điều tra xử lý các vụ phạm pháp xảy ra liên quan đến công tác bầu cử, làm tốt công tác quản lý nhà nước về trật tự xã hội, trong đó tăng cường công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, công tác quản lý cư trú, đảm bảo tốt trật tự công cộng, trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường, phòng chống cháy nổ, cứu nạn cứu hộ. Nhất là ở các huyện, địa bàn trọng điểm, bảo vệ an toàn các mục tiêu, các điểm bầu cử, không để xảy ra đột xuất bất ngờ và các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự trước, trong và sau thời gian diễn ra bầu cử. Hiện nay thì trên địa bàn thành phố có 105 điểm, thì chúng tôi cũng xác định với lực lượng quân số như vậy, thì chúng tôi cũng cố gắng bố trí, huy động tối đa là quân số, tối đa lực lượng để đảm bảo vệ tuyệt đối an toàn 105 điểm bầu cử này. Thì ngoài lực lượng huy động trực tiếp phối hợp lực lượng làm nhiệm vụ tại các cái điểm bầu cử này, thì chúng tôi cũng tổ chức huy động các lực lượng cảnh sát công khai, rồi tuần tra công khai, tuần tra mật phục để nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng cũng như là các cái vấn đề khác liên quan nhằm đảm bảo an ninh trật tự tại các cái khu vực. Cũng trong thời gian này, các lực lượng công an Quảng Bình tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến mọi tầng lớp nhân dân, thấy rõ mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử, tự giác tham gia để lựa chọn ra những đại biểu có đủ phẩm chất và năng lực, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, xứng đáng vào Quốc hội, Hội đồng Nhân dân các cấp. Đồng thời, các lực lượng công an còn phát động mạnh mẽ phong trào, toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, quản lý cảm hóa giáo dục người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư. Người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương. Quần chúng nhân dân ở khắp các nơi đã nêu cao ý thức trách nhiệm, sẵn sàng tham gia cùng lực lượng công an bảo vệ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp sắp diễn ra. Sự đồng tình ủng hộ của quần chúng nhân dân sẽ góp thêm nguồn sức mạnh cho lực lượng công an trong tỉnh quyết tâm thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao. Ban chấp hành chi ủy, ban công tác mặt trận, rồi các đoàn thể chính trị xã hội trong tổ dân phố đã cùng nhau quyết tâm làm thế nào để triển khai đến các cụm dân cư, rồi các cái tổ dân phố tự quản
để quyết tâm bảo vệ tốt thành quả ngày bầu cử Quốc hội và bầu cử Hội đồng Nhân dân các cấp. Với sự nỗ lực quyết tâm cao của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ở tỉnh Quảng Bình, tất cả đã sẵn sàng cho ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 diễn ra an toàn và thành công tốt đẹp. Chuyên mục An ninh Quảng Bình hôm nay xin kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các đồng chí đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.